Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, tiếp đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Sajiwa Umanga Mendis đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Sri Lanka, mong muốn đưa quan hệ hai bên phát triển hơn nữa, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Chúc mừng đại sứ Sajiwa Umanga Mendis hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác, đóng góp tích cực vào việc tăng cường và phát triển mối quan hệ Việt Nam Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với Sri Lanka. Trải qua gần 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước luôn gắn bó hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá sự tin cậy lẫn nhau là nền tảng vững chắc để hai nước thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa và mong muốn đưa quan hệ hai bên phát triển hơn nữa. Khẳng định Việt Nam tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sang Sri Lanka ở những lĩnh vực có thế mạnh, khuyến khích hỗ trợ về nhân đạo giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác về văn hóa, giáo dục, hợp tác Phật giáo và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh và chia sẻ những vấn đề chiến lược phát triển, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Đại sứ Sajiwa Umanga Mendis bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh hào hùng vì độc lập của dân tộc Việt Nam trước đây, cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Nhấn mạnh nhân dân Sri Lanka luôn kính trọng và cảm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã luôn hỗ trợ Sri Lanka khắc phục những khó khăn về kinh tế, ủng hộ và chia sẻ quan điểm với Sri Lanka trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, đồng thời khẳng định dù ở vị trí công tác nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp vào việc vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.